Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Đã có rất nhiều các bác đã gọi cho em và nhắn tin cho em để hỏi về những chiếc xe địa hình hiệu Mỹ. Và hôm nay em may mắn về một chiếc Canon Dale trên 4 hiệu Mỹ. Sau đây em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe Canon Dale trên 4. Xe lốp sơn màu trắng, trắng xanh. Xe công nghệ nhôm Alumium 6061 là cho xe là khung nhôm siêu nhẹ siêu bền, mà 6061 còn được sử dụng để chế tạo những vật liệu của máy bay và tàu thuyền của Mỹ. Khung xe có size S phù hợp các bác từ 1m6 đến trên 1m7. Cọc yên và yên Canon Dale nguyên bản của hãng. Đây. Trang bị cặp đôi đê đan đi vòng nhãn hiệu Canon Dale luôn. Đôi đĩa 3 tầng. Đây tem của hãng USA Mỹ. Nguyên bản Canon Dale design aluminum. Cổ phốt Canon Dale. Trang bị khóa sóc hành trình bấm trên tay. Chỉ những xe đời cao mới có được cái này. Bên tay bấm lip là 9 tầng của Alivio Shimano. Bấm đĩa 3 tầng. Và cái ghi đông này rất là to và dài phù hợp các bác đổ đèo, dài hơn những chiếc xe địa hình khác này. Đây là khóa sau hành trình, phanh dầu Shimano. Xe được trang bị lốp gai bám đường, lốp còn rất là mới. Đã quay thông số lốp các bác. Đây. Đây. 26 nhân 1,95. Đây. Giảm sóc. Xe được trang bị cấu hình 9 tầng lip của Shimano và 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Bây giờ em sẽ chuyển
Lift cho bác xem chuyển động. Lên lift. Rất mượt. Xuống đi. Xuống đĩa này. Rất là mượt mà chân chu nhé. Đóng lên lên. Lên đĩa. Sẽ được trang bị củ đề Alivio và xếp trên Antut, Tolei và Asea. Xếp thứ tư những củ đề cấu hình của địa hình. Phanh dầu Shimano của Nhật. Các bác có thể lên Google để search về thương hiệu xe nếu còn nghi ngờ. Calong Deo. Chiếc xe toàn Mỹ. Vâng, và chiếc xe này đang được bán ở cửa hàng em với giá 8.800.000. Các bác quan tâm hãy liên hệ Zalo 0975709943 để được tư vấn và xem những hình ảnh chi tiết về chiếc xe này, hoặc lên YouTube để đánh kiên xe đạp theo dõi những chiếc xe mới về bên em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.